Lượng mật thuộc top những động vật ngu ngốc nhất hành tinh, đánh nhau với báo, sư tử, hổ và cá sấu. Đó là những gì chúng ta nhìn thấy. Thực chất, chúng ngu ngốc tới mức độ mà không phân biệt được đâu là kẻ thù. Để bù cho sự ngu ngốc đó thì chúng có một bộ da thật dày, cấu trúc DNA đặc biệt giúp chúng kháng lại các loại độc, cùng với bộ móng và răng chắc và cực kỳ khỏe. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khủng khờ. Rắn là một trong những miếng mồi béo bở của nó. Chúng phân bố chủ yếu tại châu Phi và khu vực Tây Nam Á. Lượng mật được Gillette ghi nhận nó là một trong những động vật nguy hiểm nhất ngoài hoang dã. Ngu ngốc cộng liều lĩnh, đó là những gì tạo nên cái tên chí phèo lượng mật.